FC Hồ Văn Cường dần dần tổ chức sinh nhật lần thứ hai tại miền Bắc sau khi Hồ Văn Cường ra riêng hoạt động độc lập. Kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, FC Hồ Văn Cường miền Bắc đã tổ chức chương trình tiệc sinh nhật mừng FC Xanh Đọt Chuối miền Bắc tròn 2 năm thành lập. Mới đây, trên các hội nhóm FC của Hồ Văn Cường dần dần đăng tải hàng loạt bức ảnh cũng như nhiều đoạn video clip ghi lại cảnh tập thể FC Xanh Đọt Chuối ca múa hát ăn mừng sinh nhật tròn 2 tuổi. Thưa quý cô chú anh chị và các bạn, 2 tuổi cũng là khoảng thời gian mà Hồ Văn Cường ra riêng hoạt động độc lập. Từ đó cho đến nay, nam ca sĩ Hồ Văn Cường cũng đã trải qua không ít sóng gió. Tuy nhiên bên cạnh đó, giọng ca trẻ cũng đã gặt hái được những thành công nhất định, khẳng định chỗ đứng của mình trong lòng khán giả yêu thích thể loại nhạc dân ca trữ tình. Đặc biệt trong năm 2023, Hồ Văn Cường đã để lại một dấu ấn đặc biệt là năm đầu tiên bạn Cường tự đứng tên mini show trong vai trò ca sĩ chính. Và chưa đầy một ngày mở bán, vé của mini show đầu tiên đã được quét sạch và trộm vía các show về sau của bạn Cường luôn luôn được đông đảo khán giả ủng hộ nhiệt tình. Năm 2023 cũng là một năm vô cùng đáng nhớ vì bạn Cường chính thức có một MV cho riêng mình sau 7 năm theo con đường ca hát. Và thật hạnh phúc vì MV được đón nhận nồng nhiệt lên xu hướng ở rất nhiều nền tảng mạng xã hội với thứ hạng cao. Xin chúc mừng bạn nhỏ của gia đình Xanh Chuối đã có một năm gặt hái nhiều thành công. Bạn ấy đã cố gắng, nỗ lực rất nhiều, đã làm rất tốt và bạn ấy xứng đáng. Hy vọng trong năm tới, bạn ấy sẽ phát triển và đạt được nhiều thành công hơn nữa. Mong đại gia đình Xanh Đọt Chuối sẽ tiếp tục yêu thương, ủng hộ và đồng hành cùng bạn ấy dài lâu, đại diện FC Hồ Văn Cường Fan Club viết. Dù cho sông chảy ngược dòng, Xanh non yêu út, một lòng út nha. Chúc mừng sinh nhật Hồ Văn Cường, Xanh Đọt Chuối miền Bắc. Một trong những nhóm vững mạnh của FC Hồ Văn Cường, các bạn là một trong những chiến binh kiên trì nhất, đồng hành cùng bé vạn nẻo đường. Từ ngày cậu bé 13 tuổi, hay khi cậu vượt qua chông gai, mỗi fan là một cây chuối nhỏ bên cậu chẳng quản ngại tháng ngày. Chúc cho nhóm mình càng lớn mạnh, mỗi bước chân con có chúng ta. Nhân dịp sinh nhật tròn 2 tuổi, thương chúc hạnh phúc đến từng nhà, rừng chuối mãi kết trái đơm hoa, một FC Xanh Đọt Chuối viết. Báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam, VTC đưa tin, nói gì về Hồ Văn Cường? Kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, Hồ Văn Cường quán quân cuộc thi âm nhạc nhí Việt Nam Idol Kids 2016. Từ khi nam ca sĩ bắt đầu tham dự cuộc thi âm nhạc đó cho đến nay, thì cái tên Hồ Văn Cường chưa bao giờ ngưng là tâm điểm chú ý của dư luận xã hội. Mới đây trang báo điện tử VTC News, một kênh thông tin Đài Tiếng Nói Việt Nam, đã đưa tin về em Hồ Văn Cường. Cụ thể thì trang báo này viết: Hồ Văn Cường thay đổi thế nào từ khi được Ngọc Sơn nâng đỡ? Thời gian gần đây, nam ca sĩ trẻ được nhận xét ngày càng điển trai và sở hữu gu ăn mặc sành điệu hơn trước rất nhiều. Thời gian vừa qua, Hồ Văn Cường nhận được sự giúp đỡ của danh ca Ngọc Sơn và Bầu Thụy. Giọng ca cõng mẹ trở lại showbiz, nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Ngọc Sơn nhận xét, Hồ Văn Cường là chàng trai chân thành lễ phép và có chí cầu tiến. Ca sĩ trẻ có chất giọng lạ, nhiều cảm xúc, dễ dàng chinh phục khán giả, lại có niềm đam mê mãnh liệt với nghề hát và khả năng tiếp thu nhanh. Không chỉ sự nghiệp đang dần khởi sắc, ngoại hình của Hồ Văn Cường cũng được người hâm mộ nhận xét là thay đổi theo chiều hướng tích cực. Theo dõi Hồ Văn Cường, khán giả thấy rõ nam ca sĩ gốc Tiền Giang ngày càng thăng hạng về diện mạo thần thái. Xuất hiện trong một đêm nhạc ở Đà Nẵng mới đây, Hồ Văn Cường diện bộ vest đen bành bao, từng đen nhẻm và bị chê xấu xí. Hồ Văn Cường nay lột xác đến ngỡ ngàng nhờ tăng cân và thay đổi gu thời trang. Ngoài những bộ vest lịch lãm khi đi diễn, phong cách thời trang thường ngày của nam ca sĩ cũng rất sành điệu, phù hợp với lứa tuổi. Quán quân thần tượng âm nhạc nhí thường xuất hiện với gương mặt tươi tắn, thần sắc vui tươi. Sau thời gian ở ẩn, anh hiện cũng tự tin hơn khi biểu diễn trên sân khấu. Hiện tại Hồ Văn Cường đã có nhà riêng và sống cùng ba mẹ ruột tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh vẫn đắt show khi đi hát. Nam ca sĩ trẻ cũng có cả một lực lượng fan, bao gồm đủ mọi lứa tuổi ủng hộ ở khắp nơi. Sự thay đổi về ngoại hình cũng là một bước tiến mới, giúp anh chinh phục được nhiều khán giả hơn nữa. Thưa quý cô chú anh chị và các bạn, thời gian gần đây không chỉ trang báo của VTC News đưa tin tích cực về Hồ Văn Cường, mà còn rất nhiều mạng báo khác cũng đưa tin về nam ca sĩ. Nhớ lại trước đây khi Hồ Văn Cường gặp phải những ồn ào trên không gian mạng, thì rất nhiều báo bẩn xuất hiện đưa nhiều thông tin sai lệch về em Hồ Văn Cường, khiến cho nam ca sĩ trẻ gặp phải những khó khăn nhất định khi bước vào cuộc đời mới. Mới đây, một fan của Hồ Văn Cường chia sẻ một câu chuyện về thời kỳ đó. Một hôm con gái nói, mẹ ơi mẹ con nè,
coi Hồ Văn Cường của mẹ nè, người ta chửi quá trời nè. Răng dứa con, hắn dễ thương mà, mô đưa mẹ coi. Vậy là tôi bắt đầu lên mạng tìm và xem tất cả những gì người ta nói về con. Và tôi đã không thể tin được những con người xấu xa kia có thể chà đạp thằng bé một cách tàn nhẫn đến vậy. Tim tôi đau thắt, tôi đã khóc thật nhiều. Trời ơi, một thằng bé ngoan hiền chất phát được sinh ra trong một gia đình nông dân lam lũ. Tuy còn nhỏ nhưng đã biết đi hát để lấy tiền đưa cho ba mẹ. Một thằng bé gặp ai cũng ôm, gặp ai cũng chào, luôn thân thiện với mọi người. Nhìn thằng bé cam chịu thiệt thòi, chứ không chịu mở lời để thanh minh cho mình. Hỏi ai không đau lòng. Nhớ về những ngày trước, không chỉ mình tôi mà rất nhiều người đã bị thằng bé hút hồn ngay câu hát đầu tiên trên sóng truyền hình. Rồi cứ trông đến ngày cuối tuần để được nghe con hát và cuống cuồng bỏ phiếu cho con, còn kêu gọi cả nhà, cả bạn bè cơ quan bỏ phiếu cho con. Và kết thúc thì tên con cũng đã được xướng lên với giải quán quân mùa đầu tiên. Tất cả đã vỡ òa trong hạnh phúc. Sau khi đoạt giải, con được về sống chung với thần tượng của con, một người có tên tuổi trong làng giải trí. Cứ ngỡ rằng cuộc đời con sẽ ổn khi về với người đó. Nhưng ai ngờ sau những sản phẩm âm nhạc làm say mê lòng người như Bỏ Quê, Đêm Mưa Nhớ Mẹ, Tình Mẹ Cửu Long, Trà Vinh Miền Đất Phúc và những chuyến đi lưu diễn trong và ngoài nước. Thế rồi sao? Người ta đã ví giàu tình bậu muốn thôi. Là tôi hay là bạn cũng sẽ đòi lại công bằng cho mình chứ? Sao không? Nhưng thằng bé thì sao? Người ta xô thằng bé ra đường với những lời lẽ cay độc, cố triệt đường sống của thằng nhỏ. Nhưng trời cũng có mắt. Ở Hiền Gặp Lành, Bầu Thụy và Bác Ba đã giang tay chấp cánh cho con. Bên cạnh đó, sự cố gắng rèn luyện và nỗ lực không ngừng nghỉ của con đã đem lại kết quả ngày hôm nay. Con đã trưởng thành, đã trở thành một chàng trai tuyệt vời của nhà xanh chuối. Cảm ơn con đã vượt qua tất cả để hôm nay có một Hồ Văn Cường đầy bản lĩnh. Cảm ơn Bầu Thụy, cảm ơn Bác Ba Ngọc Sơn, cảm ơn đại gia đình xanh nạt chuối. Tháng 8 này, ai có gặp Út không? Cho gửi chút ấm nồng từ phương Bắc, chút tình yêu, chút xe buồn trầm mặc, nỗi nhớ thầm, tôi mãi khắc tên em. Tháng 8 này, ai có lịch đi xem? Xin gửi giúp chút an yên cầu nguyện, chút nắng vàng của trời thu sao xuyến, chút cho Cường biểu diễn thật thành công. Mùng 6 này, ai hẹn xài phố không? Cho gửi giới chút hân hoan cuồng nhiệt, gửi luôn cả một niềm thương tha thiết. Ở nơi này, tôi đã viết tên em. Hồ Văn Cường, chàng ca sĩ thật hiền, mang cảm xúc gây ghiền cho khán giả. Trời chớm thu, muốn chia tay nắng hạ, lời ca nào êm ả lắng hồn tôi. Mùng 6 này, xin gửi giúp dùm tôi lời ước nguyện sâu thành công rực rỡ. Gia Cường sẽ cười tươi như hoa nở, bên gia đình xanh đọt chuối yêu thương.